Hello cả nhà, tình hình là mình còn các video clip của ngày thứ ba trong bệnh viện Tâm Anh, rồi các clip vật lý trị liệu tại nhà, rồi đi tái khám, rồi nhiều clip khác nữa, nhưng mà mình chưa xử lý kịp thời mà SEA Games 31 đã đến rồi. Thế nên mình xin phép đẩy clip này lên up trước nhé. Clip cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Anh em cùng xem nha. Xin chào cả nhà. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, phía trên đây không có miếng mây nào và trời không có mưa, rất là đẹp luôn. Và mình đang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phía sau lưng là Ủy ban thành phố, lâu lắm rồi mới trở lại Ủy ban. Một buổi chiều rất đẹp. Đây tòa nhà Red. Ở đây ở trước là Thương Xá Tắc nè, hồi nhỏ mình hay ra đây chơi. Giờ thì đập bỏ hết rồi. Chưa đi thử chiếc xe buýt này lần nào. Để hôm nào có dịp sẽ đi thử. Nghe nói 150 một vé ấy, cũng hơi hơi đắt đỏ. Xưa có một cái bồn nước ở đây, giờ đã đổi thành một cái bồn nước khác bự hơn với phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi. Nhà hát thành phố ở bên kia. Đây bán kem và bán rất là nhiều. Okay, thì Sài Gòn đã không còn dịch bệnh nữa nên rất là đông người ra đây vào buổi chiều. Và hôm nay là sắp tròn một tháng mình phẫu thuật chân, mình có thể đi lại nhẹ nhàng như thế này đó, mình có thể đi lại được. Cái nẹp này thì bữa giờ anh em cũng xem rồi ha. Mình đeo chỉ để phòng hờ cho vấn đề là mình xoay gối, xoay trái, xoay phải thì nó sẽ giữ được cái không bị rơ cái gối, tránh bị giãn hoặc là đứt lại dây chằng. Trong đi cũng tạm tạm. Gỡ ra đi vẫn được nha anh em, nhưng mà đeo cho chắc chắc chắn thôi. Ok, và kia đây có một cái màn hình LED rất lớn. Phố bộ buổi chiều đẹp quá, Bitexco. Thì tình hình là mình với mấy anh em đội team của mình, team Restart Football, anh em Sài Gòn team là có Long, có Lam, có Việt Vũ, một bạn trẻ mới, và Mỹ là em của Lam. Mình thì chưa biểu diễn được nên là mấy anh em sẽ biểu diễn khai màn cho cái trận thi đấu của U23 Việt Nam với U23 Indonesia trong khuôn khổ SEA Games 31. Coi SEA Games ở phố đi bộ. Giờ thì vẫn còn trắng, chưa có ai, lát nữa lát nữa chắc là sẽ đông người tới đây xem lắm và cổ vũ cho đội tuyển chúng ta. Đội tuyển thì đá ở Việt Trì, mình cũng muốn ra Việt Trì xem lắm nhưng mà xa quá, chân là bị thế này nữa làm sao mà đi được, nên thành ra thôi làm cổ vũ từ xa. Anh em là dân cổ vũ từ xa hay là tới sân vận động cổ vũ thì comment cho mình biết nha. Đó thì lát nữa sẽ có một show biểu diễn ở đây, hy vọng là mọi người cùng xem nha. Lâu lắm rồi anh em toàn coi clip đi đá banh không à, nay coi clip biểu diễn freestyle với cái vlog của mình tại phố bộ, coi khán giả ở phố bộ sẽ cổ vũ cùng nhiệt như thế nào. Mình thấy đằng xa cũng rất là sôi động rồi đó, cờ bay phấp phới. Hello Việt, em tên là gì Việt? Vũ Cao Việt hả? Em sinh năm bao nhiêu? Wow, năm 2000. Em đi diễn nhiều chưa? Dạ, em đi dạo này nhiều show lắm. Dạ, nhiều show lắm hả? Thôi, có skill gì mới không? Cho anh coi coi. Vô. Làm nào chắc nha, không rớt nha. Ghê. Ok. Oh. 2000 quá tài năng. Tuyệt vời luôn. Bụng lên. Yeah, quá hay. Ok, anh em lát nữa xem việc diễn trên sân khấu nữa nha. Long time no see, Nguyễn Hải Lam, khỏe không em? Khỏe. Nay diễn show Tiger.
Nay anh diễn không được rồi, em diễn thay giùm anh nha. Đang khởi động hả? Đây là sau lưng màn LED nè mấy anh em ơi. Có gì mới cho anh em xem không? Không biết, nói chung là làm thử rồi. Làm thử hả? Trời, làm thiệt chứ thử gì. Rồi, vô. Quất đi, vô, 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 vô. Ghê quá, ghê quá. Ê, rớt rồi, chào lại á. Một lần nữa nha. Gì mới đặc sắc ơi, đặc sắc lên. Mình phải hét thật to. Hay quá, mình phải hét thật to để không dính nhạc bản quyền. Wow, ghê đấy, ghê đấy, ghê đấy. Rồi, ok, tân bóng bằng lưng đồ. Ok, hay quá, cảm ơn Lam nha. Lấy nữa coi Lam biểu diễn. Ôi, còn gì nữa. Ghê ghê, tân bóng bằng lưng, tân bóng bằng lưng. Ok, trò này hả? Ok đó. Ok, ok. Tuyệt vời, tuyệt vời. Lát nữa lên sân khấu mà làm được giống vậy á. Không làm được nữa, chết luôn. Nói nữa. Đây là Vĩ, em của Hải Lam. Lát gặp Vĩ sao? Giờ gặp ông này chứ đã. Rồi, Lộng ơi, lần tham đồ xì có chiêu gì mới không Lộng? Tiền kêu cũ á, thôi kêu cũ cũng được, kêu cũ làm đi. Nãy giờ Lam nó tân lưng, nó kêu à, em tân lưng không được đâu. Em có gì hay hơn Lam không? Vô. Chưa khởi động hả? Một vòng anh tới bếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, có hấp không? Tân gót. Yeah. Quá hay, quá hay. Vậy quá hay rồi. Ok, lấy lên sân khấu nhớ tân gót nha em. Nhớ nha. Hello Danh Quang. Trời ơi, lâu quá mới gặp em. Từ lần trước gặp em ngoài Hà Nội đúng không? Chưa gặp bao giờ đây, lần đầu tiên anh gặp Danh Quang ngoài đời. Mọi người em có gì cho anh khai xem không? Có đúng không? Ok, just do it. Yo. Wow, quá ghê. Ok, nhưng mà mọi người sẽ được xem Danh Quang tiếp ở trên sân khấu nha. Yeah.
là phải vui. Chuẩn bị đá rồi, Wow, 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 wow. Chúng tôi có hai anh cháu. Đang ăn xoài. Chết cục dọc thì cho bạn hay quá, cho bạn chơi cục dọc hơi tiếc. Đi qua, đi qua, đi hay cho quá. Trời ơi. Cơ hội lớn nhất nãy giờ. Cú đá rất căng của Tiến Linh. Mình được coi pha xử lý khá mềm mại. Bộ bên kia phải không nổi. Nguy hiểm quá. Thất tim. Chịu xạo quá. Các bạn chịu xạo thiệt. Cầu thủ số 13 của đội Indo đã có một cú lên giò khá cao. Ok, rất tốt. Trình diễn trước đông đảo mọi người tại phố đi bộ như thế này nên Eric rất mong rằng là sẽ có thể đem đến cho mọi người một bài hát gần như là mới nhất của Eric trong thời gian vừa qua. Ronaldo Junior vô thay cho đội tuyển Indo. Trời ơi. Đội Indo thay Ronaldo vô đá kìa. Ghê thật. Con trai của Ronaldo. Ai đặt tên Ronaldo ghê.
thủ số 7 bên cánh trái của đội tuyển Việt Nam. Thì ra là cầu thủ Ấn Độ phá bóng ngay trên chân của Tiến Linh. Là đội trưởng đi bàn đều xuất bóng phát từ trên cột dọc. Thả góc luôn. Tiến qua City 3-0. Cầu thủ số 16. Pha bóng này của Đặt Lòng Tiến Linh đã có pha đánh đầu rất nguy hiểm và Tiến Linh đã kịp thời. Vừa mới vô sân con cú đánh đầu. Chúng ngay cột dọc. Cột dọc đã cứu cho khung thành của đội tuyển Việt Nam. Chà, City 3-0. Chúng ta còn lại 4 phút nữa và bây giờ sẽ là pha bóng tiếp theo. Rất tuyệt quá rồi. Quá. Cầu thủ số 2. Quá. Moments later. Giờ thì mình đã về nhà rồi nha. Một chuyến đi cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam mặc áo trắng Transport đây. Cổ vũ đội tuyển Việt Nam mà hôm nay đội tuyển áo đỏ rồi. Nhưng không sao, đội tuyển chúng ta đã có chiến thắng 3-0 rất dễ dàng và nhẹ nhàng trước Indonesia và có một khởi đầu rất là thuận lợi tại SEA Games 31 này. Một trận ra quân thật là tuyệt vời và một sự cổ động và một không khí cuồng nhiệt tại Phú Bộ thật là đã lâu lắm rồi mình không có đi xem đội tuyển đá ở những cái nơi đông vậy, tại vì chấn thương không có đi đâu được, quanh quẩn ở nhà được dịp đi vậy, thích quá cả nhà ơi. Ha ha, rồi vậy ha, nếu em thấy hay thì nhớ like đăng ký kênh nha và đón chờ các clip mình trong thời gian sắp tới nữa nha. Mình là Phạm Thi, xin chào, gặp lại, bye bye, giờ thì đi ngủ thôi.